Ta-da, xin chào cả nhà, lại là Leo đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món nữa cũng rất là dễ làm và rất là nhanh. Thì chúng ta có ngay một bữa ăn cơm gia đình các bạn nha. Thì món mà mình chia sẻ ngày hôm nay đó chính là món mực trứng muối xào xả. Mực trứng muối không phải là trứng không dịch muối nha mọi người. Mực trứng muối rất nghĩa là mực con, mực trứng á, mực nhỏ mà người bán á, bạn người ta sẽ ướp muối cho mặn ha, để giữ lâu, mình ăn được lâu á mọi người. Nên gọi là mực trứng mà muối ha, đem đi muối. Thì đối với phần mực này á, thì người ta ướp nó hơi mặn, nên là trước khi mình chế biến, các bạn sẽ ngâm nước nha. Mình ngâm cho nó ra bớt cái muối mặn á mọi người. Và sau đó mình rửa sạch và mình để ráo. Thì nguyên liệu của mình ngày hôm nay sẽ gồm có là mực trứng muối. Và nguyên liệu tiếp theo mình sẽ có là xả. Ở đây xả là xả băm. Và mình thêm một chút ớt cho nó cay cay ha. Bạn nào thích ăn ớt thì mình sẽ cho nhiều ớt vô. Và để cho nó thơm hơn nữa thì mình sẽ có một ít tỏi băm để chúng ta xào, chúng ta phi chung với lại xả cho nó thơm á mọi người. Rồi, vậy là nguyên liệu của mình đã đầy đủ rồi, quá đơn giản ha. Gia vị thì những gia vị bình thường mình hay sử dụng trong gia đình thôi, ví dụ như là đường, bột ngọt chẳng hạn. Mình sẽ nêm nếm cho nó vừa ăn tùy theo khẩu vị của từng người nha mọi người ơi. Thì ở đây mực này là mình đã rửa sạch và để ráo ha, nó bớt mặn rồi. Rồi còn chần chờ gì nữa, bây giờ mình sẽ xào mực với lại xả thôi. Get go. Mình sẽ phi tỏi với lại xả cho nó thơm. Quá thơm mọi người ơi. Mình sẽ phi cho tỏi với xả nó vàng vàng một tí ha. Và nó dậy mùi thơm lên. Mình sẽ cho mực cho mình xào luôn. Bây giờ mình sẽ cho mực vô luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm luôn nha, mình sẽ cho một ít đường nè. Do là cái trứng mực này nó sẽ có hơi mặn một tí ha, thì mình sẽ cho đường. Các bạn cứ canh sao cho hợp khẩu vị là được ha, một ít bột ngọt. Đó, đơn giản vậy thôi ha. Mình sẽ xào chính cái phần trứng mực này nó sang lại là được. Trứng mực hay gọi là mực con á mọi người. Rồi khi mà phần mực con này nó sang lại rồi đó, rồi nó vàng vàng cái này là được rồi, mình sẽ tắt bếp. Quá ngon, quá thơm. Rồi, vậy là với vài bước đơn giản thế này là mình đã hoàn thành xong món mực con xào xả ha.
Và vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn xong món mực trứng, mực con xào với lại sả. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Và đừng quên là cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nha. Leo Cooking.